Nè, nói nghe nè. Trước khi kể chuyện ma cho tâm tình chút nha. Hôm nay bị bệnh rồi, cho nên trong khi kể có thể bị ho. Thông cảm nha. Điều thứ hai là 11 câu chuyện ma hôm nay khá dài, chuẩn bị tâm lý để nghe. Và cái thứ ba là cũng vui, mở mail ra, thấy có người sponsor cho kênh youtube của Dược Thảo nữa Phải cảm ơn Cảm ơn Phạm Hoàng đã gửi donate cho kênh youtube của Dược Thảo 10 đô la Với cái lời viết như thế này Cảm ơn chú Thảo đã mang đến cho mọi người nhiều câu chuyện khắp mọi nơi Để mọi người biết được sự tồn tại song song của hai thế giới Con và mẹ rất ngưỡng mộ chú và luôn theo dõi chú Chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công ạ. À. Cảm ơn Phạm Hoàng nhé. À, Phạm Hoàng đã gửi donate vào ngày... À, ngày mấy? Mới đây thôi. Rồi trước đó thì cũng có hai người nhắc lại được là cảm ơn Quyên Trần đã donate 50 đô la và Lily Võ, Lily Võ đã cấm, đã donate 50 đô la nữa. Xin được cảm ơn. Rồi bây giờ thì như Việt Thảo đã nói, chuyện mình lời lần này khá dài, dài không biết bao nhiêu nha và việc thảo sửa cũng khá mệt đó <laughs> khá mệt không phải là gì mà tại vì có lẽ do em khi mà đánh máy đó cái dấu nó nhảy lung tung có khi dấu sắc nó đổi thành dấu quyền hoặc dấu ngã thì đổi thành hỏi thì dễ đọc con này nó đổi luôn cái dấu khác dấu nặng chẳng hạn thí dụ như uh, chỉ nhớ một người dạ. thì nó thành chỉ nhờ một người dấu nặng thành ra mình đọc không hiểu phải sửa mà cái sửa nó lâu hơn mình đánh chữ nhớ nó mau hơn là cái chữ nhớ rồi mình đánh bỏ cái ơ nặng ở rồi thành sửa lại ơ sắc ở nó còn lâu hơn dạ cho nên sửa nhiều rồi thí dụ như dòng don basco ở đà lạt thì nó nhảy thành giống rồi don basco không hiểu Thế chừng suy nghĩ hiểu mấy chỗ à thì là dòng don basco chẳng hạn nó nhảy tùm lum cho nên thời gian sửa cũng khá lâu lần sau mà phạm đình Chương có gửi bài nhớ coi kỹ lại chính tả trước khi gửi nha mệt lắm đó rồi đôi dòng tâm sự cho nó vui Không có trách Dược Thảo phải không nè Rồi bắt đầu nha Và nhắc kỹ lại là các bạn Nên chuẩn bị tâm lý Vì nó cũng khá dài Trong khi kể có đôi khi Dược Thảo bị mang một cái tâm trạng Sợ nó lâu quá mọi người chờ đợi Hay sợ nó dài quá mọi người mệt mỏi Rồi khi việc Thảo kể Cũng cảm thấy mệt mỏi cho nên ráng lẹ lẹ lên cho nó xong Nó làm mất hay đi cho nên việc Thảo xin được phép trong cái tâm trạng của mình và trong cái thời gian mình có được cố gắng kể thật là chi tiết rõ ràng cho các bạn nghe. Các bạn cũng ở tâm trạng đó mà thưởng thức những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh ở trong dân gian mà các bạn đã trải nghiệm hoặc sưu tầm. Sưu tầm được tức là nghe người khác kể lại rồi mình kể lại cho, cho mọi người nghe. Và xin nhắc lại có nhiều bạn vẫn hỏi làm sao gửi chuyện ma cho chú đến giờ này chẳng hỏi hoài hình như các bạn đó thấy rồi muốn gửi chứ không có nghe tại nếu nghe hoài dịch thảo lặp lại hoài đó các bạn gửi về địa chỉ email của dịch thảo mc việt thảo yahoo com và có bạn cũng vào hỏi chú ơi địa chỉ chú là gì cái đó mới ngộ trên youtube có nha facebook có instagram chỗ nào cũng có cái email của dịch thảo và trong chuyện bên lề này cũng có chịu khó để ý chút nhé rồi xin cảm ơn Bắt đầu hôm nay là chuyện bên lề lần thứ 1013. Đây là 11 câu chuyện ma của Phạm Đình Chương. Những câu chuyện ma này cũng sẽ được Việt Thảo xếp vào cái mục lục, cái danh mục của nó là Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 128 để các bạn có thể dễ lục dễ tìm. Nhé. Trong này nó có 11 câu chuyện, đó là những câu chuyện gì? Thôi thì đọc tới đâu mình theo dõi tới đó luôn. Bây giờ Mời các bạn cùng theo dõi 11 chuyện ma của Phạm Đình Trương qua chuyện minh lệ lần thứ 1013 với Việt Thảo. Đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được của Phạm Đình Trương vào ngày 28 tháng 3, lúc 2 giờ 28 phút sáng. Con chào chú Việt Thảo, trước tiên con xin chúc chú và gia đình thật nhiều sức khỏe thành công hơn trong mọi việc con và gia đình con rất yêu mến chú và biết đến chú từ những cung băng dân sơn cách chú dẫn chương trình thật gần gũi giống như đang tâm tình giữa những người thân trong gia đình vậy bây giờ thì con cũng theo dõi chú qua kênh của chú trên youtube những lúc con rảnh nhưng bây giờ thì khác hơn một chút là con có thể nghe chú đọc chuyện ma và vừa làm việc Con đang làm ngành thiết kế Nên thấy cũng thú vị lắm Hôm nay con cũng xin phép chú cho con Góm phần vào chương trình Thấy không? Chỗ này nhảy chữ nữa nè Thay vì góp thì thành chữ góm trên nên việc thảo sửa con sót đó Cho nên khi đọc nó bị khẩn lại liền Hôm nay con cũng xin phép chú cho con Góp phần vào chương trình Chuyện bên lề của chú Một vài câu chuyện ma Mà con từng trải nghiệm và nghe người thân kể lại. Con không giỏi văn lắm nên cách viết có thể dụng về lũng củng, mong chú thông cảm. À, chỗ này cho Việt Thảo được mở mặt, tâm tình liền. Cái cách viết về văn dụng về không quan trọng. Cần trung thực và chính xác. Cái quan trọng là cái chữ viết trúng, không trật sai chính tả để cho khi đọc nó không có mất cái cảm hứng. Và nếu cần sửa không có mất thời gian nhiều. Đó là lý do mà Việt Thảo nhắc nhở hoài. Các bạn có thể xem thời gian của các bạn. Viết xong rồi gửi. Không cần coi lại hay không cần sửa bị viết cho lẹ. Nhưng cái người đọc phải sửa mất thời gian gấp nhiều lần hơn là chính các bạn sửa lại. nhé Và nếu không sửa thì đọc nó mất cái cảm giác nó không hay. Rồi nhắc luôn nha. Xin tiếp nào. Con không có giỏi văn lắm nên cấp viết có thể dụng về lũng cũng mong chú thông cảm. Con cũng xin chú cho con xưng là tôi trong câu chuyện của con, cho người nghe dễ hiểu hơn. Và những câu chuyện này con cũng chưa chia sẻ hay gửi cho bất cứ ai. Đây là những câu chuyện đầu tiên là câu chuyện ma ở trong xóm vườn cao. Câu chuyện thứ nhất là chuyện con quỷ một giò. cho tới năm nay tôi mới có 35 tuổi. Khi tôi sinh ra và lớn lên là tại một cái xóm đạo ở tại Sài Gòn. Giáo xứ của tôi có tên là Thánh Mẫu. Nay thì đã đổi tên thành giáo xứ Gia Định, nằm ngay tại trong khu chợ Bà Chiểu. Xóm của tôi có tên là xóm Dường cao. Cái xóm Dường cao nó nằm cạnh nhà thờ cái tên xóm vườn cao này có có từ lâu rồi vì ở nơi đây trước kia người ta trồng rất là nhiều cao cao á, thì do người ta trồng lên quy hoạch để buôn bán cũng có và những cái cây do những trái cao khô nó rụng nó rớt nó mọc lên tự nhiên cũng có cái câu chuyện mà tôi sắp kể cho quý vị và các bạn ở đây nghe là câu chuyện mà do chính bà của tôi kể lúc đó tôi năm là được 10 tuổi cái hôm đó thì nguyên cái khu xóm của tôi bị cúp điện hết rồi. thì khi cúp điện thì mọi người thắp đèn lên, xong rồi đâu có chuyện gì làm. điện cúp đèn tối, à, tối đèn tối 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 trời, không có thấy rõ đường thì đâu có làm việc gì nhiều. cúp rồi, thắp đèn cho nó sáng thôi. thì sau đó mọi người mới súng nhau tụ tập ở ngồi trước cửa nhà rồi nói chuyện với nhau. cái chỗ nào tụ tập thì những nhà chung quanh súng vô ngồi cho đâm nghe. thì cái đám con nít cũng nhào vô có đứa thì nghe chuyện có đứa thì súng lại chơi lấy đèn cày ra nấu nấu sáp cho nó chảy ra công nhận rằng những lúc cúp cúp điện đó thì cái chòm xóm gần gũi với nhau mà nói chuyện thì thiệt là vui và cái không khí thiệt là mà. thì trong khi quay quần như vậy thì lúc đó bà tôi có kể cho nghe một cái câu chuyện về có con quỷ mà nó có con giò nó cà thọt cà thọt hay là giò nó ngắn vậy đó mà gọi là con quỷ một giò và con quỷ này nó thường xuyên đi lại ở trong cái xóm dường cao. Lúc đó thì vào năm 1973, câu chuyện xảy ra vào năm đó, 1973. Ở trong xóm có một ông Bảy. Ông Bảy là sĩ quan của quân đội à, thuộc chế độ trước năm 1975. Và ổng rất thân với gia đình của tôi. Thì hôm đó ông Bảy được nghỉ phép, ông đi về. Khi ổng đi về nhà, đi gần tối nhà thì trời lúc đó nhá nhem tối rồi. Không, bà ngoại kể là khuya, nó đã khuya rồi, khoảng cũng cỡ 12 giờ rưỡi đêm. Lúc mà ông đi ngang qua cái khu đất trầm cao, cái linh tính của một người lính, một người sĩ quan trong quân đội, cái linh tính của ông là có cái người nào đó đang rình rập hay đang theo dõi cái bước chân của ông đi. Thì theo cái phản xạ tự nhiên, ông mới đưa tay lên cái súng của mình, rồi Ông mới từ từ ông đi vào trong khu vườn. Đi chi? Lỡ có xảy ra chuyện thì ông móc súng ông tự giải liền. Hay là tấn công liền. Và trong đầu lúc đó ông nghi là có trộm. Và nếu cái tình huống tệ hơn nữa là có thể có địch đang ẩn núp ở trong đó. Và đây là chuyện chết người giống dẫn dẫn. Nên ông không thể tiếp tục đi được. Tại vì có người đang theo dõi mình mà. Theo cái linh tính như vậy. Bắt buộc ông phải hướng về phương đó và ông phải quan sát tìm hiểu coi là ai là địch hay là người nào bắt buộc cái đó phải bắt buộc mình không thể là cái đích nhắm cho người ta được bắt buộc phải trực diện thôi thì ông mới từ từ ông tiến vào và hết sức đề phòng tự nhiên ông thấy có một người thanh niên đang ngồi cạnh ở một góc cao ông mới hỏi ê chú em mày là ai mà sao giờ này mày đang ngồi đó không còn về không có gì nha. Thì lúc đó anh thanh niên mới trả lời, tôi đi tìm nhà người thân, nhưng mà sáng giờ tìm không gặp mà tôi thì bị cục hết một chân nên tôi đi lại khó khăn. Tôi định ngồi đây nghỉ một chút rồi, rồi mai sáng tôi đi tìm tiếp. Thì lúc đó ông Bảy cũng đang tiến tới gần, chưa có kịp phản ứng nói gì hết thì người thanh niên mới hỏi tiếp, ông thầy ơi, làm ơn cho tôi xin điếu thuốc được không? ngồi đây nãy giờ lạnh quá. Thì khi đó cũng tiến tới gần một bên rồi. Ông Bảy thì trong lòng đã sinh nghi nhưng mà đã đối diện trực diện rồi. Thì ổng ông cũng rất là bình tĩnh để dạy 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 để để xử lý cái việc. Ổng mới lấy thuốc ra cho người thanh niên và cũng trong tư thế sẵn sàng nếu có chuyện xảy ra lỏng, ổng cho nổ súng liền. Thì vừa lấy gói thuốc trong túi ra thì lúc đó người thanh niên cũng vừa hỏi à ổng bước tới người thanh niên đó ổng à, đến đã tới sắp giọng mới hỏi người thanh niên nè nói cho nghe chú mày tìm ai chứ tôi thì là dân ở đây nên tôi rành lắm nói rồi tôi biết tôi chỉ cho thì lúc đó anh thanh niên mới từ từ đứng lên và trả lời nhưng có một điều lạ là cái anh này đó ảnh có một giò mà tại sao ảnh đứng lên mà đứng thật là dễ dàng giống như là cái người có hai chân đang ngồi trong ổng rồi đứng lên vậy ổng không có tựa ảnh không có tựa vô đâu mà cũng không nắm vào cái chỗ nào mà đứng thẳng lên giống như là người bình thường có hai chân thì vừa đứng thẳng lên thì cái anh này mới nói tôi tìm nhà của ông đó cái người thanh niên nhìn mặt thẳng vô ông bảy nói tôi tìm nhà của ông đó mà khi nói tới giọng đó một cái thì cái miệng mở ra là cả một cái màu đỏ nguyên một cái hàm răng đó giống như là muốn cắn cắn cổ ông bảy vậy thì lập tức ông bảy phải phải móc súng nhả cò thôi bắn bắn thẳng vô cái người thanh niên đó vừa bắn rồi ông ông bảy phản ứng tự nhiên bước lui về phía sau thì có điều là cái người thanh niên này mặc dù ông bảy đưa súng bắn thẳng vào mà làm như không bị trúng đạn hay giống như bắn mà đạn ma tử vậy thì người thanh niên này phát bỏ chạy và nhảy lên mấy cây cao rất là nhanh rồi chuyên từ cây này sang cây khác rồi biến mất đi khi tiếng súng nổ đùng 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 lên mấy tiếng thì mọi người trong xóm giật mình nghe mới túa ra xem cái chuyện gì. Thì lúc đó thấy ông Bảy tay vẫn còn cầm súng chỉa về phía trước mà cặp mắt thì nhìn lên hàng cao đang tìm kiếm mà có vẻ như là thất thần vì cái nỗi sợ. Phải nói là phải mất hai ngày sau thì ông Bảy ông mới lấy lại được cái bình tĩnh để kể là cái câu chuyện mà ông gặp cái người thanh niên một giò đó mà người ta gọi là con quỷ đó một quỷ một giò nó gặp ổng và nó hỏi xin thuốc lá mà cái câu mà giật mình nhất của ông bảy là tôi muốn kiếm nhà ông đó cái câu đó ông mới giật mình rồi trong xóm thỉnh thoảng cũng có người thấy có một người thanh niên một giò đi lại ở trong xóm thỉnh thoảng có người thấy có khi thấy cái người đó đi giữa đêm khuya có khi thấy người đó giữa trưa nắng 12 giờ trưa loán thoáng thấy có một người một giò đi như vậy. Nhưng có cái điều kỳ lạ mà người mọi người trong xóm để là gì? Khi cái người thanh niên đó đi tới trước nhà của ai? Nhìn vô trong nhà người ta. Nhìn một hồi rồi sau đó người đó bỏ đi. Thì không sớm cũng muộn, không sớm thì muộn. Trong nhà đó có chuyện xảy ra là phải cãi nhau thôi. Cho đến bây giờ thì cái khu đất đó không có còn nữa. Nhưng mọi người cũng còn vẫn nhắc lại cái câu chuyện mà con quỷ một giò. Hễ mà trong xóm đó cho tới bây giờ cũng vậy. 12 giờ trưa hay là 12 giờ đêm mà hễ ai cãi nhau vào cái giờ đó thì người trong xóm cứ nói với nhau là rồi bị con quỷ một giò nó nhìn vô nhà rồi câu chuyện này cũng xảy ra trong xóm mà tôi ở nhắc lại đây là một cái xóm đạo ở cạnh nhà thờ vì là một xóm đạo ở cạnh nhà thờ cho nên nó có nhiều cái sinh hoạt gắn liền với nhà thờ mà cứ vào cuối tầm tháng 3 cho đến hết tháng 4 là cái mùa chai và cái lễ phục sinh. Nên trong xóm thường có tổ chức cho các đứa trẻ nhỏ tầm cỡ 7-8 tuổi cho đến 15 tuổi. Thì có người tổ chức hát cho mấy em. À, nó gọi là hát ngẫm lễ đèn về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu. Và cái cuộc hát này tổ chức tại nhà một cái bà lớn tuổi trong họ đạo. Bà này được mọi người kêu là bà Khiêm. Năm đó thì tôi đã 12 tuổi. Và phải nói tôi cũng phá phách giống như là mấy đứa trẻ khác. Thì hôm đó trong xóm nó có lịch cúp điện. À, cúp điện mà báo trước cho nên nó gọi là có lịch. Lịch nha, lịch cúp điện ngày nào chỗ nào có. Thì cho biết là cúp điện vào cái buổi tối tầm cỡ từ 8 đến 9 giờ. Nhưng có điều là cúp điện thì cúp mà nhà bà Khiêm dẫn tổ chức hát cho mấy em thì tôi với một thằng bạn nữa hai thằng mới bàn nhau là tối nay đó mình đợi cho cái tụi con gái nó hát xong nó đi ra khỏi nhà Nhưng cái cơ hội mà cúp điện tối thui này hai đứa mình hù ma cho tụi nó sợ thì cách hù bằng cái nào chúng tôi biết ở chợ nó có bán cái 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 cái, cái đèn pin nó nhỏ như cái đồng ngón tay thì cái bóng đèn ở trong đỏ mình ngậm cái đèn pin nó vô trong miệng thì bật cái đèn trái rồi ngậm miệng thì nhìn thì qua cái miệng thì nó hơi đỏ thôi nhưng mà nghe răng hừ một cái khi mình hả miệng ra thì cái ánh ánh đèn pin đỏ đó nó chiếu qua cái hai hầm răng thì nếu trong đêm tối nhìn nó sẽ là cái hầm răng đó lòm sợ lắm tôi tôi chơi rồi cho nên bây giờ mình quyết hù cho tụi nó sợ thế là tụi tôi mới đi mua hai cái đèn pin khi đi mua đèn thì lúc đó nó hết rồi nó chỉ còn có một cái màu đỏ và cái còn lại thì nó lại là màu xanh bây giờ làm sao bây giờ thôi mình cũng phải mua lúc đầu tính mình làm hai cái hậm răng màu đỏ thôi nhưng mà bây giờ nó không có màu đỏ nó có màu xanh không chừng cái này nó cũng lạ nhé yeah. cho nên mua rồi thì tôi cái đỏ tôi giao ông bạn cái sợi màu xanh hai thằng đúng hẹn thì cỡ tám giờ tối lúc đó cúp điện chúng tôi hai đứa là vô núp trong cái bụi ở nhà bà khiêm phía trước để chờ tụi con gái ra mình hù thì trong lúc chờ tôi ngồi trước tôi rình như thế này thằng bạn ngồi kế bên thì tự nhiên tôi thấy nó lành lạnh ở phía sau gái của mình nó giống như có ai thổi 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 vô cái, cái cổ tôi vậy tôi mới quay qua tôi nói thằng bạn mày làm cái gì mà cứ thở phù phù vô gái tao hoài vậy mày nhột thấy mẹ lạnh nữa thì thằng bạn tôi nó mới cãi Làm gì mày Tao đâu có thổi gì đâu Nãy giờ tao đang nhìn phía trước kìa Tao thấy phía trước nó có cái gì đó đỏ Tao đang coi nè Đâu có rảnh đâu mà mà, mà, thổi vô gái mày Thì nghe nó nói vậy thôi Tôi cũng không để ý lắm Tại vì cái mục đích của mình đang chờ Đang chờ cái đám, đám con gái này ra mình hù nó Thì sau đó Ngay lúc đó thì cái buổi hát cũng vừa xong Thì cái đám con gái nó đang đi ra lúc này thì trong xóm nó vẫn tối om đang cúp điện mà thì trong xóm khi cúp điện thì thấp đèn cày nhưng mà đèn cày leo lét ở từng nhà từng nơi trong nhà vậy chứ nó nó không có sáng như là lúc có điện thành đã cảm giác vẫn tối thì lúc đó chúng tôi đang núp bụi cây trước nhà trong miệng đã mở pin lên mở đèn lên rồi và ngậm trong miệng rồi nhưng mà phải lấy tay che bớt rồi nữa là tại vì nó có ánh sáng đỏ đỏ dẫn nó ra thấy ngoài miệng nha che lại thì của tôi là màu đỏ đưa tay cho thấy nó 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 hồng hồng đó rồi đó thằng bạn tôi màu xanh đang ngồi phía sau thì không đứa nào bảo đứa nào hết khi mà khều nhau một cái là nhảy ra liền thì tôi chờ khi thấy tụi con gái nó đi ra khỏi nhà nó không để ý gì hết đó. nó đi đi về thôi khi chờ tụi nó đến thật gần chỗ bụi rồi tôi mới khều thằng bạn một cái là bắt đầu tụi tôi phóng ra hù oh. thì trong đêm tối nha tôi một cái thằng bạn một cái hai cái hàm răng đỏ trong đêm thằng này thấy rõ ràng cái hàm răng đó lòm hù ui cha yeah, yeah, hù là đám con gái ui cha nó hét lên đưa la đứa khóc nó ngồi nó ôm đầu ôm cổ nó sợ quá ui cha hai thằng tôi vui quá trời luôn vừa cười vừa chạy ra xa để cho tụi nó đừng có biết mình hù chỉ hù rồi chạy mất chứ đứng đó nó biết người ta hù cho nó sợ thiệt mà cười đã đời luôn có thể nói là chưa bao giờ mà có cái lần hù ma nào mà nó vui tới như vậy thì sau khi xong rồi thì tôi tôi cũng về. Trên đường về tôi mới nói với thằng bạn. Ê, hồi nãy mình ngậm đèn hù tụi nó vui quá hả mày? À mà có có điều là tại sao hồi sáng tao mua cho mày cây đèn màu xanh, cái đèn của mày màu xanh. Thì khi ngậm hù thì cái hầm răng mày màu xanh mới phải. Sao hồi nãy mà hầm răng mày đỏ lòm à? Bộ mày mới kiếm được cái đèn uh, khác màu đỏ mày thấy hả? Thì thằng bạn tôi nói, ủa, hồi nãy tao có nhảy ra đâu? Tự dưng lúc đó cái đèn tao bật hoài nó không có sáng. Tao cứ lo bật đèn nó không cháy. Tao chưa kịp nhớ tự nhiên mày mày khều tao rồi mày nhảy sổ ra mày hù người ta. Chứ tao đâu có nhảy ra. Khi nghe thằng bạn nói tới đây thì tôi phát rùng mình nổi gai ốc hết. Như vậy thì cái hàm răng đỏ hồi nãy hù cái đám con nít đối với mình, đám con gái đối với mình là ai vậy? Cho tới bây giờ đó là cái câu hỏi mà tôi cũng đã nghĩ ra. Có ai đó đã cùng với mình hù cái đám con gái đó chứ không phải thằng bạn của mình. Cho tới bây giờ thì cái khu đất trồng cao đó nó không có còn nữa. Và cái khu nhà bà Kim ở nay đã trở thành chúng cư rồi. Thì trước khi có chúng cư, nó là một con sông với một cái hàng dừa thẳng tắp. Và ở nơi đó cái nhà tôi ở mà trên căn gác chỗ tôi ngủ cái cửa sổ mở ra là nhìn thẳng ngay cái hàng dừa rất là gần nhìn rõ từng cái dừa một ở ngay bờ sông đó phải công nhận là buổi sáng cái hàng dừa nhìn rất là đẹp nhưng mà khi đêm xuống cái hàng dừa ban ngày đẹp bao nhiêu thơ mộng bao nhiêu thì ban đêm chính là nỗi ám ảnh cho cả đám trẻ em trong xóm cũng như người lớn. Đây là cái câu chuyện mà chính tôi đã trải nghiệm. Bản thân tôi là người công giáo mà tôi vẫn tin là có ma quỷ. Và có một điều tôi tin nếu tôi không làm gì người ta thì người ta cũng không hại đến mình. Có thể đôi khi họ cho mình thấy, chắc có lẽ là họ muốn nhờ mình truyền đạt một cái nguyện vọng nào đó mà khi còn sống họ chưa có làm được phải nói từ hôm tôi với thằng bạn chơi nhát ma cái đám con gái trong xóm và gặp cái hàm răng màu đỏ thì tôi mới mới nhận ra rằng không chỉ có mình ở trên cõi đời mà còn có những điều bí ẩn nó luôn xảy ra ở xung quanh mình hồi trước kia thì xóm tôi có một con sông nhỏ nó chảy qua con sông này mặc dầu gọi là sông nhưng nó nhỏ lắm nó là một cái nhánh nhỏ của cái sông thị nghè thì chiều chiều thường có những cái ghe nó chở cát nó hay tấp vào có khi tấp vào đó để nghỉ ngơi tại vì vô dòng nhỏ cắm xào đầu đó nghỉ ngơi vẫn tốt hơn ở bên ngoài và cũng có lúc họ đi vào để họ giao cát cho một cái căn nhà nào đó đang xây cất ở trong xóm hai ở bên hàng dừa rất là đẹp cao như tôi nói, khi đêm xuống nó trở thành cái nỗi ám ảnh gì không chỉ riêng cho tôi, cả trong đám trẻ trong xóm và kể cả người lớn. Ngay cả người lớn thường hay bảo chúng tôi nếu có chơi ở đâu cũng được, chơi gì thì chơi nhưng tuyệt đối ban đêm không được chơi trốn tìm gần ở những nơi cây dừa, nếu không có thể bị ma giấu. Mặc dù chúng đó thì lúc đó thì chúng tôi rất là sợ, nhưng mà sợ thì sợ mà đứa nào trong trong đám tụi tôi cũng tò mò muốn tìm hiểu coi cái khu vực ban đêm đó có ma gì và nó la làm sao có đúng như là người lớn nói không nhưng mà lúc còn nhỏ thì sợ sợ cha mẹ sợ anh em đánh đòn à không có giỡn đâu cãi lời bị đánh á cho nên chưa có đứa nào dám thử một lần ở đó cả thì như tôi nói căn nhà ở gần sát với hàng dừa bờ sông cho nên từ cửa sổ ở trên gác ngủ của nhà tôi nhìn ra là có thể thấy thấy rõ ràng cái hàng dừa trước mắt. Nhà tôi phải nói lúc đó nó nhỏ lắm. Ba tôi, mẹ tôi với tôi cùng ngủ chung ở trên gác. Thì trên gác nó có hai cái mùng. Một cái mùng là để, để ba mẹ ngủ, một cái mùng để tôi ngủ. Tôi nhớ lúc đó là tháng 8, trăng sáng. Năm đó là năm tôi cũng 12 tuổi. Thì trong khi ngủ, bỗng nhiên tôi tôi tỉnh ngủ là tại vì mất tiểu khi nhìn đồng hồ báo thức lúc đó đã gần 12 giờ đêm rồi tôi mới liếc nhìn qua bên mùng bên cạnh thì tôi thấy ba mẹ tôi đang ngủ sai tôi mới đi xuống gác tôi đi tiểu tôi trở lên gác để ngủ lại có một điều có lẽ là đêm nay trời khá nóng cho nên thường thường cái cửa sổ đã đóng đêm nay ba tôi mở cửa sổ ra thì cái cửa sổ mở ra khi tôi lên gác ra là tôi nhìn rõ ràng cái cửa sổ mở thì trăng sáng rõ vô, rất là rõ nha. Và tôi nhìn ra cửa sổ thì mọi vật đều trông rất là rõ. Nếu mà nói cho nó có vẻ nên thơ một chút thì phải nói là hàng dừa như là phơi mình ở dưới ánh trăng. Nên thơ lắm. Ủa, nhưng mà rõ ràng tôi thấy có ai leo dừa. Nhưng mà nhìn kỹ thì không phải leo dừa. Mà đang toàn ten bám vô cái tàu lá dừa mà đu qua đu lại. Không lẽ con khỉ, con khỉ thì nó phải ngồi ở trên. Con khỉ nó đu tàu lá dừa làm gì? Mà nếu người ta thì ai lại có thể đu tàu lá dừa, leo dừa thôi. Cho nên nhìn thấy cảnh này tôi có rất sợ. Nhưng mà thấy thì cũng tò mò. Tôi tập trung tôi nhìn kỹ lại. Thì rõ ràng dưới ánh trăng sáng đó là một con người nhưng có điều cái người này toàn ten mà hình như một bên giò nó ngắn nó cục thì tôi mới nhìn kỹ tôi trong lòng đã sợ rồi thì tự nhiên cái người đó bỗng nhìn lại tôi và nghe răng ra cười thì hàm răng đỏ lòm ui cha ơi lúc đó tôi mới hét lên a à, mẹ ơi có ma là tôi chỉ la thôi thì vừa la vừa nhắm mắt la chứ không biết gì hết sợ quá thì lúc đó ba mẹ tôi nghe ra giật mình mở tung mùng lên nhào lại thì mẹ tôi ôm tôi mới hỏi ra chuyện gì chuyện gì thì lúc đó tôi chỉ ở má 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 cái dừa má cái dừa chỉ vậy thôi thì ba mẹ tôi mới chạy lại bật đèn lên rồi à, mới chạy ra nhìn xem chạy ra ngoài ban công luôn ba chạy ngoài ban công mới nhìn xem coi chỗ cái dừa có cái gì mà tôi la quá thì ông dòm đã đợi đâu có thấy gì đâu mới vô ông chửi cái thằng này sáng dẫn cho cố Tối mới là ông xòm Vô ngủ đi Mai còn đi lễ nữa Xong cái ông vô mụn ngủ Thì mẹ tôi cũng đi vô ngủ Tôi thấy vậy tôi sợ quá Thôi tôi xin vô mùng ngủ luôn Chứ tôi đâu có dám ngủ mụn riêng nữa Nhưng mà khi vô trong thì Tôi nằm sát mấy trong vách Chứ không có dám nằm mấy ngoài Rồi tôi quay mặt vô trong tường để mà ngủ Sợ quá Tôi nằm đó tôi trần trọc hoài ngủ không được Sợ quá trong lòng sợ quá Cái hình ảnh nó nám ảnh tôi Một cái người cục giò mà đeo trên cái tàu dừa Cứ đụng đưa như thế này Mà nhìn tôi mà nhe răng cười Mà cái miệng đỏ lòm như máu ấy vậy Trần trọc ngủ không được Mà tôi nằm im Thì một hồi sau chắc có lẽ là Ba mẹ tôi tưởng tôi ngủ rồi Thì ông bà mới nói chuyện với nhau Mẹ tôi mới hỏi ba tôi Anh à có khi nào thằng nhỏ nó thấy con ma một giò ở trong xóm mình không? Hôm trước em có nghe bà hai cạnh nhà nói, lúc đó tối tầm cỡ cũng 9 giờ. Bà ra sau nhà bà lấy quần áo, bà phơi ngày hôm đó. Thì bà cũng thấy có bóng người ở trên cây dừa. Bà sợ quá nên bà không có dám la lối gì, im lặng, thinh thích gì đó. Rồi gom quần áo lẹ lẹ, rồi bà đi vô trong nhà bột nước thì đúng đó ba mới nói em cứ nói bậy xung quanh mình có nhà thờ có chúa kế bên xóm có một ngôi chùa có phật nữa ở chùa thì có thần có thánh làm sao ma quỷ nào mà dám quấy phá được im lặng một chút ba tôi nói tiếp mà cũng có thể là nó nhưng mà nó cũng chỉ phá phách thôi chứ từ trước tới giờ anh chưa có thấy nó hại ai Mà cũng chưa thấy ai bị bị cái gì Mà nói là do nó làm ra Thôi đi em Mình là người công giáo Nên đọc cho nó một kinh Cầu cho linh hồn nói vậy Cho đến nay thì cái khu đất đó Và Cái nhánh sông nhỏ đó Đã được lắp lại rồi Nguyên một cái hàng dừa thơ mộng ban ngày Và là nỗi ám ảnh ban đêm Của đám con nít cũng đã được đốn bỏ để xây lên những cái chung cư phục vụ cho bà con ở hai bên con sông và trong quá trình xây dựng chung cư đó nó cũng có rất nhiều sự việc bí ẩn đã xảy ra ở nơi này trong cái quá trình xây dựng đây là cái câu chuyện thứ tư nó có liên quan đến một cái bộ đồ lính là cũ và một cái bát nhang cũng đã cũ Đó là vào năm 2003-2005 Thì Cái chung cư ở cái khu tôi ở đó Được thi công Tôi được nghe kể rất nhiều về cái chuyện xảy ra khi mà à, Mấy chú, mấy anh thờ hồ Ngồi uống cà phê trước khi vào làm việc nhưng là buổi sáng thì mẹ ông hay tụ tập lại nói chuyện. Thì lúc đó tôi đã là sinh viên rồi. Khi ngày nghỉ thì tôi cũng ra quán cà phê vào buổi sáng. Tôi thì đi ra đó với mấy thằng bạn. Thì có lúc nghe, đôi lúc cũng góp chuyện với mấy anh thờ hồ cho nó vui. Khi cái con sông được lấp, thì những cái tàu chở cát lớn nó không thể vào được. Nên nó phải đậu từ bên ngoài để dùng máy thổi, từ mé sông lớn nó thổi vô. Cho đến khi nào thành nền sông rồi cứng rồi thì lúc đó xe cơ giới mới cho vào. Thì họ cho khai quan tất cả các bãi cỏ cũng như những cái hàng dừa hai bên sông. Những cái hàng dừa đó họ đốn hết, không chừa cây nào để mà để mà xây cắt. Là một điều, cái cây dừa mà cạnh miếu ngũ hành, khi mà xe xe loại ủi đất sẽ cần cẩu đến để mà làm cái nhiệm vụ ủi đẩy cây dừa đó, thì mỗi lần nó tới là nó bị tắt máy à. khi lần đầu tiên tắt máy mình tưởng đó là do xe nhưng mà đến lần thứ nhì thì nghĩ có lẽ xe thôi rồi lần thứ ba cho đến lần thứ tư thì lúc đó mọi người sinh nghi rồi nó phải có cái gì đó chứ không thể chiếc xe đang chạy ngon lành máy nổ ngon lành mà đến cái dừa đó là nó bị tắt máy thì lúc đó mọi người mới bu lại hỏi ông ba ông ba đây mọi người được biết ổng là người đã từng giúp người ta bốc mộ di dời hài cốt trước đây ở trong xóm thì lúc đó ổng mới nghiêm mặt lại ông nói với mọi người tao á tao nghi bên dưới có cái gì đó thôi bây giờ như vậy đi mua nhang đèn mua cái trái cây lợi đi rồi tao ra đó tao cúng để xin người ta cho mình được phép thi công Nghe lời ông ba nói như vậy thì mọi người mới súng nhau đi mua nhang đèn trái cây lại. Rồi đưa cho ông. Ông ba mới mang nhang đèn trái cây ra cái chỗ cây dừa cạnh cái miếu ngũ hành đó. Ông mới thắp nhang cúng giái xong rồi. Thì ông mới cắm nhang vào trong bát. Cắm vào xong ông vừa bước lùi lại. Chưa kịp hết một bước thì bỗng trong ba cây nhang đó. Nó cháy phật lên một cái. Ui cha mọi người thấy một cái hết hồn hết dĩa. Ông ba lúc ông bình tĩnh lắm Hình như ông biết trước được Là nó sẽ xảy đại chuyện Ông mới nói như thế này Nè Người ta cho làm rồi đó Tụi bay lại thấp nén nhang cảm ơn người ta đi Xong xuôi rồi thì cả bọn ai cũng lại thấp nhang thấp nhang cúng giái đàng hoàng Và đúng như lời ông ba nói Người ta đã cho phép rồi Thành ra cây dừa đó mái đề lên nổ đàng hoàng Ủi cắt khiên gì được hết và nguyên cả đám dừa đó cũng được đốn xuống hết. Và khi đào sâu xuống để lấy phần rễ thì có một điều ở cây dừa đó người ta phát hiện được có một bộ đồ lính màu xanh và cái bát nhang nó rất cũ rồi nằm ở bên dưới. Nhưng có điều lạ là khi đào đất xuống thì mái đào nó nhiều lần nó cào cấu nó đào đất lên như thế này để mà lấy cái rễ rễ lên cho hết thì tất cả đất đá bể nát ra để mà cào lên lấy vậy mà cái bát nhang đó vẫn còn nguyên vẹn mà không bị bể đó là điều rất lạ rồi sau đó thì ông ba mới đem bộ đồ lính rồi cái bát nhang đó ông cho vào cái thùng cắt tông giấy thôi ông mới lấy băng keo ông dán lại thiệt là kỹ rồi ông mới nói với mọi người rằng ngày mai á tao đem cái này lên chùa để chôn cho anh ta nói gì thì nói đây chính là cái nhà của anh ta nè mình vô đó mình làm. Mình phá cái nhà người ta thì mình phải có trách nhiệm của người ta chứ, chỗ của người ta ở mà. Cho nên mình phải đem lên chỗ. Thì trong khi ông ta bỏ cái bát nhang vào trong hùng trong cái hộp, xếp bộ đồ lính bỏ vô thì ông khám phá là một điều. Cái bộ đồ lính đó, riêng cái quần thì nó cục hết một ống. Đây là câu chuyện thứ 5 Câu chuyện có liên quan đến người bán vé số một chân. Tôi nhớ rõ vào một buổi sáng thứ bảy, cuối tuần thì tụi tôi hay tụ tập uống cà phê trước quán. Thì hôm đó tôi cùng với hai thằng bạn đi ra uống một cái quán cà phê gần nhà. Đây cũng là nơi mà mấy anh thợ hồ thường cà phê và tán gẫu với nhau trước khi đi làm trước khi ra cái chỗ công trình thì phải nói lâu ngày rồi cũng đều quen biết với nhau hết hôm đó nói chuyện với nhau có một anh hỏi tôi anh trương nè anh ở đây anh có biết một cái thanh niên bán vé số tầm hai mươi mấy tuổi không bị thọt một giò Tôi mới thắc mắc hỏi lại. Bán vé số thì nhiều lắm. Mà mất một giò thì biết bao nhiêu người mà nói. Rồi bây giờ ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây? Ủa mà sao ông hỏi chi vậy? Bộ, bộ mua giá số nó thối tiền trong bị thiếu hả? Tôi cắt cơ, tôi hỏi vừa gọi, hỏi vừa chọc kẹo. Thì cái anh tờ hồ này, anh mới nói lại là không phải vậy đâu. Số là cái chuyện nó như thế này, để em kể lại cho nghe. Hồi cái hôm bọn em có bốn đứa, em nè, thằng Hào, thằng Cu Lộm với thằng Dư. Bốn đứa tụi em mới trải cái tấm bạc ra ngồi nhậu ở ngay cái góc công trình thôi. Thì bốn anh em nhậu bữa đó lâu ạ. À. Nhậu cho tới tầm cỡ 11 giờ đêm. Thì lúc đó, ui cha uống nhiều quá, mắc tiểu. Thì em phải đi giải quyết. Bây giờ đâu có đứng ngay đó, em phải đi xa xa ra ngoài ngoài góc. Thì sau khi đi tiểu xong rồi Em mới đi ngược trở lại cái chỗ tụi em nhậu để nhậu tiếp Thì tự nhiên cái bên tai em có tiếng kêu mời mua giá số Úi cha Tự nhiên đêm khuya Hồi nãy đi ra không gặp đứa nào Đứng tiểu xong Có thằng bán giá số Phải nói hết hồn ạ à, Thì quay lại thì thấy có Có một thanh niên trạc tuổi như em thôi Nó lên tiếng nó nói Anh hai ơi Mua giúp em tờ giá số đi còn có mấy tờ nữa thôi nè Lúc đó thì em không có nghĩ gì hết Em chỉ thấy nó có một chân đi bán giá số thấy tội lắm Thấy vậy thôi em móc tiền ra mua cho nó tờ giá Thì cái thời điểm đó tờ giá số chỉ có 5 ngàn thôi Mà em đưa nó tờ 20 ngàn Nó mới thối lại cho mười 15 ngàn Rồi nó mới cảm ơn, nó quay đi Lúc đó thì em còn nói đùa theo một câu Mày mới lớn mà ăn trầu miệng đó lè à vậy ba? là tại vì trong khi nói chuyện nhìn thấy sau cái miệng nó đỏ lè à? à? thì mới chọc nó không tiếng thì sau khi nói xong rồi em mới bỏ đi đi về cái chỗ nhậu mới đi chừng hai ba bước em có linh tính lạ quá thì em mới quay lại nhìn ủa không thấy cái thằng giá số đó đâu hết thì lúc đó em mới nghĩ trong đầu mẹ mày một giò mày đi lẻ hơn tao nữa mày tao tao mới vừa say đi cái là mày đi mất rồi khi em trở lại bằng nhậu thì mới kể lại với ba thằng bạn Nghe cái chuyện vừa mới xảy ra Thì thằng cu lộn nó cười nó mới chọc Bộ mày mới uống Chưa có hết xị mà xỉn hả ba Giờ này ai mà bán vé số cho mày Cái cổng thì chú ba ông đóng từ lúc 10 giờ Ai vô đây được mà mua bán Là thằng Dương nó cũng cười và nói theo Thôi mày ơi chắc mày gặp ma rồi đó Thôi ngủ đi Mai nghỉ tao đi cà phê với mày Lúc đó em tức qua mới nói mẹ xính gì mà xính, tao còn mua cho nó một tấm giấy số nữa nè. Nói xong rồi mất tờ giấy số trong túi ra cho tụi nó xem. Nhưng mà có một điều khi mất tờ giấy số ra nó không phải là tờ giấy số mà nó là bốn cái tờ tiền âm phủ. Như vậy thì hai chục ngàn của em đưa cho nó rồi, nó đưa em tờ giá số cộng thêm. 15 000 nó thối lợi Phải không Là 3 tờ 5 000 Là 4 tờ Thì bây giờ giá số và tiền nó thành 4 tờ tiền âm phủ Lúc đó thì bốn thằng chỉ có ngồi há hốc miệng nhìn nhau Chứ đâu có ai nói được lời nào đâu Thôi lẹ lẹ dọn đồ nghỉ nhậu Đi vô trong láng đi ngủ Đây là câu chuyện thứ sáu nói về cái con bướm đỏ kỳ lạ. Đó là vào năm 2005 khi mà cái giai, cái giai đoạn xây cái chung cư sắp sửa hoàn tất. Và khi hoàn tất xong thì mới giao cho chủ nhà. Thì lúc đó những anh em công nhân cũ hay uống cà phê cuối tuần với tôi cũng đã chuyển đi nơi khác làm việc. Tại vì cái giai đoạn thi công nó có nhiều cái giai đoạn, giai đoạn nào thì nhân công của cái giai đoạn đó làm xong nó chuyển đi nơi khác nó làm. Thì cái phần tiếp tục còn lại hoàn tất là những anh em nhân công mới vào. Năm đó tôi đã 21 tuổi. Thì tôi đang theo học tại trường đại học kiến trúc ở thành phố. Tôi cái thói quen cũng hay ra uống cà phê. Một mặt nữa là muốn làm quen với các anh này. Để coi coi Khi mà họ Làm cái công trình đó Tôi nói cái này thiệt là tốt Nó giống như là một trải nghiệm thực tế Mà đâu phải mình lúc nào cũng có thể có được Nhìn cách người ta làm Cách người ta thi công Sơ đồ quả đồ kiến trúc Thì nó bổ sung cho cái kiến thức về kiến trúc của mình Thì khi ra trường Nó dễ sinh việc làm Lúc đó tôi đã nghĩ cái chuyện đó Giống như đi thực tập vậy Thì tôi cũng đã làm quen được với anh Kha anh là một kỹ sư xây dựng à, anh quản lý đội thi công tại công trường này thì anh ấy đã dẫn tôi đi tham quan và chỉ cho xem cách mà người quản lý như anh một ngày làm việc ra sao tôi thấy đây là vấn đề thực tế rất hay anh cũng hay nói với tôi khi làm việc này thì thường hay xa nhà có khi cả tháng mới về nhà gặp mặt vợ con được lần ngoài ra đó coi như là mình như người lính ở ngoài mặt trận vậy có khi phải giải nắng, có khi phải dầm mưa. Và đôi khi còn gặp nguy hiểm. Nguy hiểm đây là do cái tai nạn lao động gây ra, có khi mất cả mạng. Và cái chuyện xây dựng ở những công trình xây các cầu đường, biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì cái tai nạn nó xảy ra khá bất ngờ. Anh đang nói chuyện về vấn đề đó thì tự nhiên nghe một cái tiếng hét thiệt lớn từ xa. Rồi có nhiều người la, cứu đi, cứu, cứu gấp đi, có người rớt lòng rồi, lẽ lên, lẽ lên tiếng la như vậy thì ảnh và tôi đều nghe và ảnh lập tức ảnh chạy về cái hướng đó tôi cũng cũng chạy theo để xem như thế nào thì ảnh lại lại cản không cho tôi đi vào ảnh nói đi về đi đây là cái tai nạn trong công ty em không nên vào đi về đi để cho anh lo rồi thì anh bỏ chạy thật nhanh về tới nơi xảy ra tai nạn khi mà tai nạn xảy ra thì công an tới phong tỏa toàn bộ hiện trường và cái sự việc đó đang trong dòng điều tra giải quyết Cho nên nó phải tạm dừng lại hết Để mà phục vụ điều tra Ngay cả anh Kha cũng phải nghỉ thôi Thì sau đó hơn một tháng sau Tôi mới gặp lại anh Thì anh đang ngồi uống cà phê Tôi mới hỏi anh là Sao rồi anh, mọi thứ ổn hết chưa Thì anh mới trả lời như thế này Cái thằng bị tai nạn đó là thằng Hai Danh Quê nó tuốt ở ngoài Quảng Ngãi nó đi theo ông chú nó vô đây để kiếm việc làm. Cái hôm nó bị tai nạn đó. Ngay buổi sáng hôm đó nó còn nói với anh là cuối tháng nó xin về quê dỗ cho ông già nó. Anh đã cho phép. Rồi anh còn giúp nó chở nó đi một cái vé tàu. Nhưng mà không ngờ lại xảy ra cái chuyện như vậy. Nói tới đây thì tôi thấy anh dường như có cái gì đó ngàn ngẹn, tầm anh không có nói được nữa. Ngấp một ngụm cà phê, sau đó anh mới nói tiếp. Người ta kể là lúc đang thi công tại tầng thứ 14, lúc đó nó vui vẻ nó trò chuyện với mọi người. Nó còn khoe là lần này về quê, nó cũng định nhờ mẹ và chú nó sang nhà con bồ của nó để hỏi cưới luôn cho nó. khi nói tới đó thì bỗng dưng nó có nói với anh Tư là người đang làm chung với nó một tổ chung. Không hiểu sao mà nó cứ thấy có cái con bướm đỏ nó bay lượn là ở trước mặt nó hoài đuổi mà không chịu bay đi. Thì anh nó nói tới đó nó đưa tay nó, nó giống như nó nó xua cái con bướm. Và nó nói là có thấy cái con bướm đang lượn lờ trước mặt nó. Đuổi không có đi thì anh tư thấy gì anh cũng nhìn nhìn theo không thấy không thấy con bướm gì hết thì lúc đó chú tư mới nói mày ngộ quá ha cái gì mày cũng thấy màu đỏ hết chứ tao không có thấy gì đâu thôi đi làm đi thằng hai danh nó còn cố cười và cãi lại đâu có con thấy thiệt mà nè nó còn đậu lên tay của con nè con cho chú xem nè thì khi nó nói như vậy nó mới say qua để mà nó đưa cho chú Tư coi cái con con bướm đậu trên tay nó. Thì cái lúc nó vừa quay qua, chân nó đạp phải cái ống sắt tròn ở dưới chân đó. Nó mất thăng bằng, nó lộn nhào ra ngoài cái ban công mà đang thi công dở dang đâu có gì chặn lại đâu. Tay nó không chụp được cái gì hết, nên nó nhào xuống đất lung từ trên lầu 14 rớt xuống và nó chết ngay tại chỗ. Anh Kha nói là từ hôm đó trở đi thì đêm nào anh cũng nằm mơ thấy hai dành nó cứ nói với anh em muốn về nhà anh giúp em với anh kha ơi nó cứ năn nỉ anh kha như vậy anh còn kể là ba ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra thì anh có đi quay trở lại chỗ hai danh mất để mà thắp cho nó một nén nhang đang lúc thắp nhang thì anh thấy có một cái bóng người đi từ ở trong sảnh đi ra Lúc đó thì công trường đâu có thi công mà có ai vô. Thấy vậy cho nên ảnh mới chạy nhanh tới để coi coi là ai. Khi anh chạy tới nơi thì không thấy ai ở đó hết. Lúc anh quay đầu nhìn lại trên cái đoạn đường mà ảnh chạy ra sảnh. Thì anh thấy có một người đang đứng đối diện anh. Nhưng mà cái người đó cúi đầu xuống như thế này. Anh Kha rất là tinh ý. Trên đường đi ra đâu có thấy ai đâu. Đi ra ngoài sảnh thì không thấy người thanh niên đó khi quay lại thì thấy người đó đứng ở phía sau cách một khoảng cách và đang nhìn mình cúi đầu xuống anh biết là ai rồi lúc đó anh kha cố bình tĩnh và anh hỏi mày hả hai danh có phải là hai danh không mày muốn nói với anh cái gì phải không cái người thanh niên vẫn cúi gầm mặt xuống và đưa tay chỉ về một hướng chỉ nói một chữ một quê rồi nó biến mất đi như một làn khói rất nhanh thì tự nhiên lúc đó có một cái con búm đỏ nó bay ra và từ đó trở đi thì đêm nào anh kha cũng nằm mơ thấy hai dân trở về như là nhắc nhở như là thúc đẩy mong muốn anh Kha giúp để đạt được cái nguyện vọng đó. Và sau đó thì Anh Kha cũng thực hiện đúng lời hứa của mình là anh đã đón mẹ Hai Danh vào để nhận con, rồi làm đám tang cho Hai Danh, rồi cùng với mấy anh em gom góp tiền hỗ trợ lại cho mẹ Hai Danh đưa cho cốt của Hai Danh về quê. Anh Kha chẳng những vậy còn cùng đi với mẹ con của anh Hai Danh ra tận quê của Hai Danh nữa. Kể từ hôm đó thì người ta đã đặt ra đặt ra cái chỗ mà hai danh té lầu 14 chết đó một cái lư hương thật lớn để vừa nhang khói cho hai danh vừa nhang khói cho các linh hồn vô danh nếu có trước đây ở nơi này và cũng cái cái lư hương đó cầu bình an cho dân cư sinh sống ở chung quanh tại đây có điều thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có con bướm màu đỏ rất lớn. Nó bay lẫn dẫn ở quanh khu vực để cái lư hương đó. Và có khi con bướm đỏ đó, nó đậu ngay cái lưu hương đó suốt cả ngày lẫn đêm. Đây là cái câu chuyện nói về người cậu đã mất. Và đó là câu chuyện liên quan đến gia đình của ông bà ngoại tôi. Ông bà ngoại tôi có tổng cộng là 9 người con. 6 trai, 3 gái. Như vậy gia đình có 11, 11 người. Ông bà ngoại, 9 người con là 11, 6 trai, 3 gái. Năm 1991 thì người cậu thứ 6 qua đời. Cái chết đây lãng nhách. Không bệnh tật gì hết. Đi bất cẩn sao không biết bị tai nạn giao thông. Khi chết đi thì để lại một người vợ sắp cưới và kèm theo đó là một cái nỗi đau buồn trong bà ngoại cùng với tất cả những người thân nhân ở trong gia đình cũng như bà con trong họ. Đó là người cậu thứ sáu của tôi. Khi cậu mất được 2 năm thì hôm đó là mùng 1 Tết Nguyên Đán. Gia đình đang quay quần bên ông bà ngoại, con cháu chúc Tết ông bà cha mẹ đủ đủ mọi hình thức theo phong tục cổ truyền của Việt Nam mình trong cái ngày mùng một Tết Nguyên đám thì mọi người mới bày ra ăn uống rồi bày ra để mà à, đánh bài cào với nhau thì cái bài cào là coi như là bài mỗi người được nhận ba lá bài một người làm cái thì những người kia làm tay con thì phát là phát cho cái trước một hai ba bốn phát 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 rồi tờ thứ hai dòng hết tờ thứ ba thì mỗi người ba lá người cái phát cho người cái trước khi người cái làm chủ thì cái người nào nhỏ nút hơn người cái thì người cái ăn người nào lớn nút hơn người cái thì người cái phải chung và cái tay con ngồi chung quanh mà người nào cùng nút với người cái thì quề không ai ăn thua hết và nút đếm từ một cho tới chín chín nút coi như lớn nha mà cộng lại mười có thằng 10 trong đó cầm lại 10 thì có như bù <laughs> là thua bù là nhỏ nhất luôn coi như chín nút là lớn trong hàng nút nhưng mà lớn hơn chín nút chỉ còn thằng ba tay ba tay thì không kể bồi đầm già gì hết miễn là ba thằng tay được gọi là ba tay mà ba tay với ba tay là là quê chứ không có hơn thua gì nha ba tay coi như ăn hết thằng nào nút bao nhiêu cũng ăn chín nút cũng ăn thì mọi người đang chơi vui vẻ khi tới lượt cậu năm làm cái à. mà có điều lạ phải nói rõ đây khi mà chia bài làm cái nó cũng phải xây tua tôi làm cái trước xong rồi thì tới người khác đó là quy định có khi người làm cái ba lần hay là làm cái một lần xong tới người kế ăn thua cũng được hay là có quy định làm cái mà ăn rồi là phải giao người kế hoặc làm cái mà thua rồi thì cho làm cái thêm cái nữa mà thua nữa làm cái nữa cho đến khi hết tiền thôi để chi vào làm cái có cơ hội gỡ lại tức là lớn lúc như lớn lúc nhất thì mình ăn nhiều đại khái là cái chơi bài ba bà lá này như vậy bài 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 tay hay là bài tay bài cạo đến khi lượt cậu năm tôi làm cái có điều lạ lắm Xào trẻ bài xong kinh rồi bắt bài lên phát thì phát bình thường cái ông này bữa nay lạ ông vừa phát một tưởng tưởng ông cười Mọi người lấy làm lạ làm giống đắc ý vậy lắm vậy. Mà thiệt Y như một cái người là biết rõ sự việc Và đắc ý trong bụng cứ cười tủm tỉm hoài Bài người ta coi chưa kịp coi chưa kịp dở lên Là ông nói bài số mấy rồi Mấy số rồi Thí dụ người kia nói mày năm nút á Là bên kia dở lên đúng 5 nút Hôm nói này 8 nút nè Ông 9 nút ông ăn là ông biết chín 8 nút luôn Ông nói cho biết cái, 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 cái bài đó bao nhiêu nút luôn Mà có một điều nữa là bài ổng hễ chia xong rồi ổng dở lên là ổng chín nút năm nút ăn bên kia ủa chưa coi bài mà biết năm nút này mày bảy nút ăn mày bên kia lật lên đúng bảy nút luôn biết hết ổng lật lên ổng chín nút y như là sắp bài chứ gì nữa bàn nào cũng chín nút hết không sắp bài sao được mà có điều làm lạ nha chia bài rồi ăn ta rồi dành làm nữa chứ không phải là hết tới phiên người khác đâu thì thôi vui chơi trong nhà mà với lại mọi người cũng đã thắc mắc cha này số chín nút mà chín nút hoài ha nghi là sắp bài u cha cả nhà sớm nhau nghe trẻ bài kinh bài có người kinh đó, là con tờ một có người kinh phân nửa có người kinh đưa tay sát ở dưới bộ bài dở lên để còn tắm thôi có người trẻ tôi nói trẻ trẻ đủ trò hết trơn đưa ông vậy mà phát bài ra thì bài nào của bàn nào cũng chính nút mà đương nhiên đâu phải ai cũng nút nhỏ có khi trong bàn có người chính nút thì chính nút chính nút chạy nhưng không nếu có ai mà trong cái bàn chơi đó chính nút thì ông dở lên ổng là ba tay tức là bàn nào ổng cũng dùa hết lúc đầu thì tưởng dấu bài xếp bài nhưng mà không phải vì mọi người tìm đủ cách rồi và dẫn cho ổng làm cái thì lúc đó bà ngoại mới nhìn thẳng vào mặt cậu Năm và nói Mày hả sao? Mày về chơi với má đó hả con? Bà ngoại lên tiếng mọi người giật mình im lặng hết. Tất cả nhìn chăm chăm vào ngoại với cậu Năm. Cậu Năm tôi lúc đó không có cười nữa. Không có tửng tửng cười giống như đi phát bài nữa mà cúi mặt xuống thôi ngoại hỏi tiếp sáu có phải mày không có phải mày về chơi với má không con lúc đó cậu năm tôi khóc khóc một chút rồi cậu mới nói con nhớ má nhớ mọi người nên con xin được về thăm má má giữ sức khỏe và xin chúa cho con sớm lên được thiên đàng nha má con cũng cầu nguyện xin chúa ban bình an cho gia đình của mình nó dứt công rồi, dứt câu rồi thì cậu Năm nằm xuống. Y là nằm ngủ vậy. Nằm một chút thì ổng tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì ổng nhìn mọi người với cặp mắt lạ lùng. Ông không hiểu. Ông hỏi là bộ mọi người không có chơi nữa hả? Rồi ông hỏi ủa có chuyện gì xảy ra sao không ai chơi hết vậy? Rồi người ngồi nhìn ổng à. Thì lúc đó mọi người mới kể ra cái câu chuyện mà ổng ngồi làm cái phát bài và như thế nào cho ổng nghe. Lúc đó thì mọi người không ai bảo ai hết. Cùng với ngoại quay lên bàn thờ và cùng đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn của cậu Sáu tôi. Và trong thâm tâm mọi người không nói ra, chỉ mong muốn là một ngày nào đó cậu Sáu được lên thiên đàng. Thì khoảng mấy năm sau, cũng đúng ngày dỗ của cậu, thì đêm hôm đó Bà ngoại nằm mơ thấy cậu về Trong cái bộ đồ trắng và nói với ngoại Má ở lại bình an nghe Con được chúa thương cho ở bên ngài rồi Con sẽ luôn nhớ đến má và mọi người ở trong gia đình Con thương ba má lắm Hẹn gặp ba má ở trên thiên đàng nha ba má Nói xong cậu ta tan biến đi Trong ánh mắt của bà Hôm sau thì bà kể cho cả nhà nghe Và ai cũng tin vào điều mà ngoại nói. Đây là câu chuyện thứ 8 có liên quan đến ngoại của tôi. Năm 2001 thì bà tôi mất. Cái mất này là do đột quỷ. Phải nói làm cho gia đình và cả nhà rất là bất ngờ. Phải nói ngoại đối với tôi là cả một trời ký ức. Bà thương con cháu giống như nhau hết. Rất là công bằng. Không thiên vị với bất cứ ai. Ở trong xóm thì bà ngoại rất vui vẻ với mọi người. Bà ngoại thường hay giúp đỡ những ai cần giúp già. Có khi chính vì cái tốt bụng do cái lòng thương người đó mà bà ngoại bị người ta gạt. Bị gạt rồi bà cũng cười, bà nói. Thôi thì có dây có trả. Ai làm xấu thì cũng bị trả xấu thôi. Kệ người ta mình làm làm tốt là được rồi. Và bà thường hay bảo cả nhà không cần biết trong hoàn cảnh nào cũng phải dành ra nửa giờ để đọc kinh tối với nhau. Và tôi lúc nào cũng thường hay được ngoại chỉ định là phải ngồi kế bà để cùng đọc. Tại vì trong nhà cái giọng tôi nó lớn nhất trong cái đám trẻ được bà ngoại thích kêu ngồi kế bên đọc lớn cho bà nghe nữa thì vào cái ngày đưa bà đi quả tán phải nói rằng cái tình thương nó thể hiện cả xóm đã cùng nhau đưa bà đến nơi yên nghỉ cuối cùng và cái câu chuyện xảy ra vào ngay cái ngày đầu dỗ của bà hôm đó sau khi đọc kinh cầu nguyện cho bà thì gia đình mới quay quần với nhau để ăn cơm mở mà tư của tôi đang trong lúc dọn mâm cơm lên dọn mâm cơm lên bàn thờ bàn thờ của bà ngoại tự nhiên tự nhiên mở tư cầm cái chén cơm dằn xuống bàn một cái rầm rồi mới nói lớn lên tụi bây bây giờ làm biến quá ha kinh sáng kinh tối không chịu đọc lễ lại thì bỏ bê Ngút đâu ra đây tao biểu ui cha mọi người hết hồn hết chía tự nhiên mở tư mới mắc cái chứng gì mà la lên lớn giọng nữa chạy ra trước nhà xem có chuyện gì thì lúc đó thấy mặt mợ đỏ ửng lên như là người uống rượu thì mẹ tôi mới chạy lại lai lai mợ tư nói tư mày sao vậy sao lao không sụm vậy tôi thấy mẹ nói nói vậy nhưng mà trong lòng đã biết chuyện rồi lúc đó mợ tư mới lên tiếng kêu tụi nó lên đây hết tao đã về mà tụi bay không có tin hả lên đây hết Lúc này thì mọi người quả quyết đây chính là bà tôi rồi. Bà mới nói như thế này. Hôm nay á, dỗ má, má về thăm tụi con. Mà sao dạo này má không thấy tụi bay đọc kinh tối với nhau nữa. Bộ không có thương má, không có nghe lời má sao. Thì lúc đó bà tôi khóc và nói tiếp. Má lo cho tụi bay quá. Má sợ sau này anh em tụi bay ly tán không có còn dịp ngồi với nhau nhiều như thế này đâu. Nghe lời má đi, cố gắng yêu thương nhau, đừng có bao giờ xa chúa nha tụi con. Má không còn ở với các con đâu, nhờ lo cho ba mày và yêu thương nhau nha các con. Vừa nói vừa khóc như vậy, rồi mở tôi mới làm giật ra sàn nhà, ngất liệm đi cũng khá lâu, hơn nửa tiếng. Thì lúc đó mới lầm còm ngồi dậy. Mọi người mới kể lại cho mợ nghe mọi chuyện vừa xảy ra. Lúc đó mợ lại khóc tiếp. Đây là mợ khóc vì nhớ thương bà ngoại, chứ không phải là bà ngoại còn ở trong người của mợ. Đến bây giờ ngồi đây viết những dòng chữ này, tôi nhớ lại tất cả những gì mà bà tôi nói hôm ấy đều ứng nghiệm. Khi ông ngoại mất, thì gia đình bắt đầu xảy ra những cái việc đau lòng. Gia đình làm ăn thua lỗ, bán nhà, bán đất. Rồi anh chị em ly tán, các dì, các cậu thì mỗi người ở mỗi nơi riêng ra. Riêng gia đình tôi thì vẫn còn cái may mắn là vẫn trụ lại ở tại xóm cũ lâu lắm thì anh chị em con cháu mới có dịp để xung giày quay quần lại với nhau phải nói sau này ngay cả ngày tết nguyên đáng cũng ít khi họp mặt đông đủ giống như ngày xưa vậy nè nói nghe nè hơn tiếng đồng hồ rồi đó tiếp tục nữa nha. Đây là câu chuyện thứ chín. Nói về cái chuyến đi công tác ở Hồ Tràm. Bây giờ không phải chuyện trong gia đình nữa mà chuyện ở bên ngoài. Chuyện này xảy ra vào tháng 12 của năm 2018. Đây là cái chuyện nó xảy ra trước cái lễ giáng sinh khi tôi được cử đi công tác ở tại hồ tràm thì cùng đi công tác này có một người em trai mới vào công ty đi chung với tôi như vậy là có hai người một cái tổ hai người hai anh em có nhiệm vụ là đi khảo sát một cái khách sạn năm sao lớn nhất ở tại khu vực đó để mà mình có thể thiết kế thêm các hạng mục vui chơi để phục vụ cho chính cái khách sạn này khi đến nơi thì nó đã quá trưa rồi Vừa đến là đương nhiên vì mình làm việc với khách sạn cho nên không cần phải mất thời giờ thủ tục lâu dài. Hai em được nhận ngay cái phòng nghỉ để sắp xếp đồ đạc rồi những thiết bị cần thiết để cho chiều nay mình bắt đầu vào lúc 2 giờ. Cái phòng mà chúng tôi được nhận đó là phòng 404. Thông thường thì khi vào bất cứ khách sạn nào, tôi cũng đều gõ cửa phòng. Xin phép khi mở cửa là bắt đầu đi thục lùi vào, cho tôi không bao giờ đi thẳng vô cái nguyên tắc từ trước giờ vậy gõ cửa phòng mở cửa và đi thụt lùi vào nhưng lần này thì do sơ ý tôi lại đi sau tuấn tuấn là thằng em mới vào làm việc công ty nó đi chung với tôi thì tuấn đi trước cho nên vừa tới nó chìa đưa chìa khóa vô phòng mở cửa rồi nó vô luôn tôi tôi không có kịp để cản nó kêu nó nữa bị lo cái vụ hành lý mà lại đi sau nó thì trong lúc đó tôi tự nhủ trong lòng là chắc cũng không có sao. Ở đỡ một đêm thôi mà. Khi thu xếp xong đồ đạc thì ở trong phòng á. Tôi mới định vô phòng vệ sinh để tôi tôi tắm cho nó thoải mái. Rồi mình có cái cuộc họp 2 giờ trưa hôm nay. Nhưng khi bước vào thì cái mà làm tôi phải tập trung nhất. Chính là cái bức tranh của một cô gái đang ngồi xỏa tóc ở bên hồ Đối với tôi cái bức tranh này không có lạ. Tại vì tôi đã từng thấy nó được bày bán ở các chợ mà có bi tranh ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhưng lần này lại khác. Cái ánh mắt cô gái ở trong tranh đó nhìn rất là buồn. Buồn lắm. Và cái ánh mắt đó nó thu hút. Thu hút tôi nhìn đến ngay người ra. Mà thậm chí thằng Tuấn nó gọi. Tôi cũng không để ý nữa. Nó phải gọi bao nhiêu lần rồi tôi mới giật mình. Thì tôi nghe nó nói Đại ca Đại ca xong chưa Mình đi ăn cái gì đó đi gần 2 giờ rồi Thì lúc đó nhìn lại đồng hồ Cũng đã 1 giờ rưỡi chiều Thôi tôi mới rửa mặt qua lo Rồi cùng với Tuấn xuống nhà Nhà hàng của khách sạn để ăn trưa Thì công việc Cũng xảy ra thuận lợi như là chúng tôi đã định trước và công việc hoàn tất lúc 5 giờ 30 chiều. Sau đó thì chúng tôi cùng với các anh em ở trong ban giám đốc sẽ có một cái buổi họp mặt vào lúc 11 giờ đêm nay. Chính cái lúc này đây là các chuyện kỳ lạ mới bắt đầu xảy ra với hai anh em chúng tôi ở trong phòng đó. Khi trở về phòng 404 thì đã 11 giờ rưỡi đêm, tức là sau khi đi ăn đi nhậu với những người đó trong cái cuộc họp mặt lúc 11 giờ đêm. Thì khi tụi tôi về tới phòng đã 11 giờ rưỡi, phải nói hai đứa mệt. Ăn, uống, no, nê, uống rượu vào nữa. Nó không có sai. Nhưng mà cái mệt lại là do cả ngày làm việc. Cho nên khi về tới phòng thì hai đứa lẹ lẹ, mạnh đứa nào lo vệ sinh rồi, nhảy lên giường để ngủ. Nhưng mà có điều là, hai đứa đã lên giường rồi, chưa có được 15 phút, thì tự nhiên nghe cái tiếng nước chảy ở trong phòng vệ sinh mà không phải mình tôi nghe đâu thằng tuấn nó cũng nghe nữa thì lúc đó thằng tuấn nó mới hỏi tôi bộ nãy anh quên tắt nước hả tôi thì tôi bán tính bán nghi tôi nghĩ mình đâu có sai đến độ là không tắt nước tôi mới nói đâu có mày hồi nãy thì em là người đi cuối chứ đâu phải anh thôi nhưng mà thôi được rồi ngủ đi để anh đi vệ sinh rồi anh tắt nước luôn thì tôi mới vô con phòng vệ sinh Nhưng mà khi bước vào Có điều lạ là Cái nước nó không có chảy Hay là hồi nãy mình nghe lộn Thôi Có thể Người mệt mỏi mình nghe lộn Mà hai thằng đều nghe Thôi không sao Vệ sinh xong tôi tắt nước Tôi đi ra giường ngủ tiếp Chưa có kịp ngủ nữa Tôi lại nghe cái tiếng nước chảy Ở trong phòng vệ sinh Tôi mới kêu ông Tấn Ê cô Mày có nghe tiếng nước chảy không? Tấn nó trả lời dạ có Hai đứa mới xù xì với nhau Thì lập tức ngoài cửa có tiếng gõ cốc 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 Hai đứa giật bắn mình lên Thì lúc này thằng Tuấn nó nhảy qua khỏi giường nó Và nhảy qua giường tôi luôn Hai đứa nằm chung một giường Lúc đó thì tôi biết chắc chắn là trong phòng 4 là 4 Không chỉ riêng hai anh em tụi, tôi đâu Mà có thêm một hoặc nhiều ngày nữa, người nữa mà chúng tôi không biết bao nhiêu Nhưng chắc chắn phải có thêm người nào đó ở trong phòng này chịu thôi tôi bước nhanh ra phía ngoài cửa nhìn qua cái lỗ cửa quả như tôi đoán không lầm bên ngoài không có ai hết mà nghe tiếng gõ cửa hay là có ai gõ lộn cửa rồi đi qua phòng khác thì cái ống cái lỗ kiến mà cái lỗ đó mà nhìn qua qua cửa chỉ thấy được cái tầm phía trước phòng đối diện và ngay trước cửa mình còn hai bên không có thấy nghĩ trong bụng ngày thôi thì quay trở lại giường tôi mới nói với tuấn tuấn à sáng giờ hình như anh em mình vô đây đó chưa có chào hỏi người ta nên người ta muốn nhắc nhở mình đó thôi anh em mình là người công giáo nên đọc cho họ một kinh coi như xin phép cho người ta sau đó thì tôi còn làm thêm một việc là cái việc làm này tôi không có nói cho Tuấn biết. Sau khi đọc kinh xong rồi, tôi đi vô phòng vệ sinh. Và tôi nhìn vào cái bức ảnh treo trên tường. Lúc đó tôi mới thầm nhủ trong lòng. Xin lỗi. Tôi không biết người ở trong cái bức ảnh này. Hay là người đang ở ở trong bức ảnh này. Hay mượn cái bức ảnh này làm chỗ tạm dung là ai? Tôi không biết. Tôi không biết người là nam hay nữ. Nhưng nếu quả thật có ai ở trong đó thì hãy cho tôi được xin lỗi vì đã làm phiền đến các người. Nay tôi xin đọc một kinh coi như là xin phép và giúp cho linh hồn cô đơn, mồ côi, bớt đau khổ, sớm được hạnh phúc đời sau. Đứng trong bức tranh tôi nguyện như vậy. Và từ lúc đó trở đi hai anh em tôi cảm thấy dường như căn phòng nó trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn và cho đến sáng hôm sau thì chúng tôi đi ra về khi đi về trước khi mà đi ngang qua cái bức tranh đó tôi cúi xuống chào xem như là một lời cảm ơn và tạm biệt với ai đó đang ngự trị ở trong hay cái chỗ bức tranh đó và sau này những lần đi công tác hoặc đi du lịch bất cứ ở đâu thì tôi thường hay làm các thủ tục như là gõ cửa phòng đi tục lùi vào phòng hay xin phép một ai đó ở trong phòng. Và trước khi đi ngủ đều nhớ đọc kinh cầu nguyện. Ngoài việc cầu bình an và nó cũng giống như là một cái lời chào hỏi đến những cái linh hồn đang lỡ dẫn đâu đó ở trong cái phòng là nơi mình sẽ cùng cư ngụ chung với họ qua đêm. Đây là câu chuyện thứ 10 nói về một cái chuyến đi du lịch ở tại Đắk Nông. Đó là đầu tháng 5 của năm 2019 thì tôi có chuyến đi nghỉ ngắn ngày ở tại Đắk Nông. Và lần này không phải công tác nữa mà tôi đi chung với gia đình. Ở đây thì tôi được thăm viếng một số thắng cảnh đặc sắc nhưng mà nó cũng có xảy ra một số hiện tượng lạ mà tôi cảm nhận được thì gia đình tôi không có phải đi riêng mà cùng với đoàn tour rồi đi tham quan thác lu ly phải nói đây là một thác nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên nam nung à cái khu bảo tồn có tên nam nung và cái thác còn khá quan sơ cái khu bảo tồn còn khá quan sơ cái thác lu ly nó trong giấc đổ từ trên cao xuống và có những cái cây mọc với hình thù khá lạ mắt ở nơi đây nó có một cái cây cổ thụ mà được là cho là lâu năm, nó có hình dáng như là một cái mái nhà chọi và có người dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi đây. Khi mà đoàn du lịch chúng tôi tới nơi thì cái ấn tượng đầu tiên của tôi chính là cái cây cổ thụ đó. Khi mọi người tập trung là hết đầy đủ thì em hướng dẫn viên mới đưa chúng tôi xuống tầng thác nước để tham quan và chụp hình. Tại vì tôi có con nhỏ nên tôi mới đi sau và tôi cẩm con ở trên vai cả đoàn đều đi trước hết tại vì đi trước mà cắm con trên vai che cái view của người ta tôi phải đi sau cùng rồi con tôi có đi tiểu đi tiện gì nó cũng dễ dàng nữa cho nên cả đoàn đi trước tôi là người cuối cùng mà đoàn tôi thì có chừng khoảng 17 bảy người thôi. khi mà tôi đi vừa vừa đi ngang qua cái cây cổ thụ thì tự nhiên tôi cảm thấy lạnh và nổi cả gai ốc hết nhưng mà ngay lúc đó thì tôi nghĩ có thể cái cảm giác lạnh là là do hơi nước và do cái không khí mát mẻ của vùng rừng núi gây ra. Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng mà lần này tôi tin không phải. Cái cảm giác lạnh bất ngờ kỳ cục quá. Tôi mới quay lại tôi nhìn về phía cái gốc cây cổ thụ. Quả đúng như tôi dự tính. Tôi thấy một bóng người con gái lướt rất nhanh về cái phía khu vực thác kỳ lạ quá cái khu vực đó không hề có bậc thang đi xuống thác vì những cái bậc thang đi xuống thác là ở phía trước mà chúng tôi cùng đoàn sẽ đi tới chứ không phải là cái chỗ này vậy mà có bóng người con gái lướt rất nhanh và đi về phía cái khu vực thác nước Tôi bắn tính bắn nghi Tôi muốn tới đó xem Nhưng mà tôi đang cẩm con trên người Tôi tôi không dám Tôi đang tiếp tục đi theo đoàn Nhưng mà trong lòng biết bao nhiêu nghi vấn Khi xuống tới phía chân thác Và ngước nhìn lên phía trên Ngược trở lại Thì tôi không thể nào nhìn thấy cái cây cổ thụ Và ở trên đó Rõ ràng không có một cái lối đi nào khác Ngoài cái lối chúng tôi Mới vừa xuống đây thôi vậy thì người con gái ấy là ai tại sao lại xuất hiện và tôi cái cảm giác thấy được đó tại sao vậy cho đến bây giờ tôi cũng chỉ biết cầu nguyện cho những linh hồn mồ côi cô đơn sống được siêu thoát và tôi cũng cho rằng đó chính là những linh hồn của những người cô đơn và mồ côi ở một nơi hoang vắng có thể không có người chăm sóc hương khói tôi chỉ biết cầu nguyện theo phong cách của một người công giáo mà thôi cho những linh hồn mồ côi sống được siêu thoát và đây là những câu chuyện ma xảy ra ở tại thành phố đà lạt những lần mà tôi đến đà lạt hầu như ai trong chúng ta cũng đều biết đà lạt và trong mỗi một người có cái nhìn thiện cảm về đà lạt với những góc cảnh khác nhau đối với tôi thì đà lạt khi nói đến là nghĩ ngay đến cái xe xe lạnh cái buồn buồn của những cơn mưa phùng lấp phất nó bất chợt đến rồi có khi bất chợt đi một cái hoài niệm trong tôi khi chiều đến và dạ, là một thành phố ngàn hoa đầy ấp tiếng cười rộn rã trong những ngày hội đối với tôi đà lạt là một chút khói bốc lên từ ly cà phê của buổi sớm mai một cái làn khói thoảng bốc lên từ ly sữa đậu nành nóng hổi. Rồi bên cạnh, tiếng cười nói của các bạn trẻ khi đêm xuống. Đà Lạt đối với tôi là quay quần bên nhau trong cái cảm giác đáng yêu đó. Và đối với tôi đâu đó trong cái vui, cái buồn của Đà Lạt thì có những điều chưa kịp nói ra, chưa kịp trao đi, chưa kịp đón nhận của một linh hồn nào đó mà người đời thường gọi đó là ma. Đối với tôi, đó là đà lạt, đà lạt trong tôi. Năm tôi 16 tuổi là lần đầu tiên tôi đi tới đà lạt. Lần đó thì tôi được các cha tại giáo xứ nơi tôi sinh sống cho phép tôi được cùng họ đi làm thiện nguyện ở tại đà lạt. Cái đêm đầu tiên tôi đi Đà Lạt với cái sự chuẩn bị thiếu sót rất nhiều chưa có kinh nghiệm cho nên đến nơi rồi thì tôi phát giác ra mình quên đem theo cả bàn chải đánh răng thôi bắt buộc phải đi mua thôi vì tôi ở lại đây tới năm ngày chứ không phải đến một bữa mà trong khi ngày mai thì chúng tôi phải đi vào trong làng người dân tộc để làm việc nhiệt thiện thì khi vô trong đó rồi mà muốn mua cái bàn chải đánh răng Chắc khó lắm Tôi nghĩ như vậy Nên thôi phải đi mua ngay bây giờ Mặc dù bên ngoài trời lạnh Mà cái khu tôi trọ thì cũng xa đường lớn Phải đi băng qua một cái dãy hàng rào cây Khá tối Thôi không dám đi một mình Tôi mới rủ cái thằng Quang Đi với tôi đó Nó đi chung Nó chịu Phải thiệt tình mà nói lúc đó tôi mừng lắm Tại vì ớn thấy ớn lắm nhìn ra là tôi không dám đi đâu nhưng mà phải đi thôi tại vì ở ngoài đó tối thui à xa xa thì mới có cái ngọn đèn đường mà cái ngọn đèn đường nó chỉ sáng ngay cái khu vực đó thôi mà giữa hai cái ngọn đèn đường nó có cái khoảng tối thui à thấy sợ lắm chứ không phải như bây giờ mà sáng lắm hồi xưa không phải thế là hai anh em tôi đi tôi với thằng quang khi mà hai đứa đi khá xa cái dãy nhà trọ rồi thì ngược đường trở lại phía trước tôi thấy có một cô gái Cô đang đi ngược lại Ôi cha Trong cái đêm tối mà gặp mừng quá gặp người Thì vừa đi tới tôi mới hỏi chị ơi Làm ơn chị chỉ cho tụi em cái tiệm tạp quá nào gần nhất ở đây được không Cô gái đó mới nói Cứ đi thẳng tới ngã ba phía trước Là có tiệm tạp quá của dì Tư đó Mừng quá tôi cảm ơn Rồi cứ thế mà đi Nhưng mà tự nhiên tôi thấy nó có cái gì là lạ lạ tôi mới say đầu rồi tôi nhìn cô gái, ủa, không thấy, tôi mới say qua tối ông quang ấy, cái con nhỏ hồi nãy nó đi xong nhanh như mày? mới đó tao quay lại nó mất tiêu rồi, thằng quang nó cũng nhìn lại nó cũng không thấy nó mới nói chắc là nhà nó gần đâu đây, nó nó quẹo vô nhà rồi thôi, đi nhanh lên mà ơi lạnh quá, thế là tôi cũng không có suy nghĩ gì hết, mình đi nhanh lên để kịp mua bằng chải, nhà đúng như cái cô gái hồi nãy chỉ thì ngay cái ngã ba phía trái có một cái tiệm tạp hóa của dì Tư đang vẫn còn để sáng đèn và đang buôn bán. Vô cho quán dì Tư tôi mới mua một cái bàn chải và một cái tiếp kem đánh răng. Và tôi có nói đùa với dì Tư. Dì ơi, cái chỗ gì bán xa chỗ tụi con trọ quá đi. Đi muốn xỉu luôn. Trời thì lạnh quéo khò. May á, là nhờ có cái chị đó chỉ đường á, Chứ không có biết chỗ nào để mua nữa Thì dì Tư lúc đó Mới xây lại hỏi Con nói cái gì Ai chỉ cho con Dạ thì có một chị tầm cỡ 18-19 tuổi gì đó Hồi nãy con đi ra đây Con thấy chị đi ngược lại Rồi con mới hỏi Thì chị nói ra tiệm gì mua nè Rồi tôi mới nói thêm Mà công nhận cái chị đó đi nhanh ghê Được mà công nhận cái chị đó đi nhanh ghê đường dốc như vậy đó mà thoáng cái đã không thấy rồi lúc đó thì dì tư mới trầm ngâm lại một hồi dì mới nói nó là con lan là con gái của dì nó mất năm năm đó nó mười chín tuổi rồi do nó bị viêm phổi quá nặng nên không có cứu được tính đến nay nó mất cũng hơn ba năm rồi nhưng mà lâu lâu á vẫn có người thấy nó hiện về và quanh quẩn đi khu dốc phía trước đó. Khi nghe dì Tư nói tới đây, quả thiệt, hai thằng tôi, hai cái chân nó bụng rủng hết, đứng không muốn nổi. Lẹ lẹ trả tiền cho dì Tư, rồi đi lẹ về khu nhà trọ. Và không có thằng nào nói với thằng nào hết. Khi đi đến đoạn dốc gặp cô gái hồi nãy, Hai thằng tự động cắm đầu cắm cổ chạy một mạch không dừng, không quay đầu lại cho đến khi tới nhà trọ thì mới đứng lại và thở dốc không còn ra hơi nữa. Sau đó 4 năm thì tôi có gặp ma một lần nữa ở tại Đà Lạt. Khi đó thì chúng tôi được trọ ở tại dòng Don Bosco ở Đà Lạt nói thì nói vậy chứ tôi cũng không dám chắc là mình có gặp ma hay không nhưng tôi vẫn tin vào cái trực giác của mình. Hôm đó chúng tôi tới Đà Lạt lúc 3 giờ chiều. Lý do đến hơi trễ là tại vì trên đường đi chúng tôi có dừng lại để thăm một số ngôi nhà thờ đẹp. Chúng tôi được phân chia thành nhiều nhóm. Có một nhóm thì toàn là nam, một nhóm thì toàn là nữ và chúng tôi được ở trong hai căn phòng tập thể lớn đồ cá nhân của mỗi người thì lúc đó mỗi người có mang theo cái ba lô và để tập trung tất cả ba lô lại một chỗ cho nó gọn xong rồi mấy anh em mới rủ nhau xuống sân đá banh đá cho nó vui và bắt cá nữa ăn thì được hưởng mà thua phải chung đó là một chầu cà phê tối ở tại đà lạt cái dàn chị em phụ nữ cũng biết tin Súng nhau ra cổ vũ Ui cha trận đá banh lại thiệt là vui Thì sau khi đá banh xong rồi Anh em mới về phòng Tắm rửa thay đồ Thì khi lấy đồ chuẩn bị tắm Lúc đó thằng Phúc nó mới nói Ủa Cái ba lô của tao đâu Hồi nãy tao để kế Cái ba lô thằng Long Mà sao bây giờ không thấy Cả đám mới quay sang nhìn nó Rồi tôi mới nói nó Ê mày xem coi để đâu. Chứ hồi nãy mày là cái thằng ra sau cùng rồi mày khóa cửa mà. Lúc đó cả đám đang đứng ngoài hành lang đợi mày mà ai giấu? nó vẫn lay quay đi tìm. Trong khi đó có một số anh em đã đi tắm rồi. Thì trong phòng chỉ còn tôi, một Long, một Phúc, một Quang, Duyên Khang phụ nó đi tìm. Tìm đã đợi một hồi không thấy đâu hết. Cho đến khi quay trở lại thì cái ba lô của nó vẫn còn nằm kế ba lô thằng Long. Mà nãy giờ cả năm thằng không thấy. Lúc đó ba năm thằng há hóc mồm nhìn nhau. Biết nói cái gì bây giờ, thôi lặng lặng làm giấu rồi lấy đồ đi tắm. Và trong lúc ăn cơm, tôi còn được biết rằng ở bên phòng của mấy chị nữ cũng bị giấu đồ, nhưng chỉ là cái kẹp tóc thôi. Thì tôi nghĩ có thể là do sơ ý làm rớt, nên cũng chẳng ai bàn gì tới. Nhưng đối với tôi, hai sự việc, một cái ba lô và cái kẹp tóc nó xảy ra cùng một lúc. Không thể nào là sự trùng hợp được. Tối đến thì anh em chúng tôi có một cái hẹn với nhau là tổ chức một buổi nhậu nhẹ nhẹ gọi là họp mặt. Và lần này là có sự tham gia của cha John. Là người quản lý của chúng tôi. Phải nói thêm về cha John là một vị linh mục trẻ rất là nhiệt quyết với công việc của mình. Nhất là đối với các bạn trẻ. Cha phải nói rằng có một tình yêu thương bao la và nâng đỡ những lúc khó khăn. Nhưng mà phải nói cha cũng rất nghiêm khắc nếu mà chúng tôi làm sai. Cho đến thời điểm này thì cha đã mất được 8 năm rồi. Nên khi viết về câu chuyện này, tôi cũng có chút bùi ngùi, nhớ lại kỹ cái hình ảnh với nụ cười luôn nở trên môi của cha. Anh em chúng tôi hẹn nhau đúng 8 giờ rưỡi tối sẽ có mặt tại phòng của cha. Tại vì cái quy định ở trong dòng tu Don Bosco là 9 giờ tối tất cả đèn các phòng của tu sĩ được phải tắt hết và không được làm ồn. Cho nên hẹn nhau phải là 8 giờ rưỡi. Mà nếu sau đó là không có được ổn. Và phải tắt đèn. Thì đúng hẹn thì anh em đều có mặt ở tay phòng cha. Nhưng tôi lại là đứa đi sau nữa. Không hiểu hồi chiều ăn cái gì đó mà tôi bị chột bụng hoài. Cho nên tôi đi vô đi ra cái toilet. Đi vô đi cầu sông. Đi ra định đi lại chỗ nhậu thì nó lại mắc nữa. Cứ như thế. Kéo dài cũng cả hơn nửa tiếng đồng hồ. Thì lúc đó đèn khu vực tắt hết rồi bây giờ muốn lợi chỗ anh em nhậu tôi phải lần mò đi và với cái đèn pin trong tay, tôi mới đi về phía cầu thang và lên lầu 2, vì tôi biết cái phòng cha john ở trên lầu phải nói lúc đó tôi không dám bật đèn pin lên vì sợ cái ánh sáng đèn pin người ta phát hiện tôi mới lấy điện thoại tôi gọi vào phòng cho anh trụ thì lúc đó cái điện thoại di động chúng tôi sử dụng là chỉ để nghe và gọi nhắn tin chứ không có hiện đại như bây giờ đâu nhé thì tôi gọi vào Rồi tôi mới nói Nè anh trụ Anh lấy cái bật lửa đó Anh đánh sáng cho em biết phòng nào Chứ tối quá Em không thấy Không biết phòng nào hết Mà em không dám bật đèn pin để rọi Lỡ rọi vô phòng Nó sáng rực lên người ta la Anh trụ ok Thì vừa cúp máy xuống Là tôi nhìn trong bóng đêm thấy Có một ánh lửa phía trước bật lên rồi À, như vậy anh trụ đã báo tin Tôi mới chạy nhanh về phía của ánh lửa Nhưng mới vừa chạy được năm sáu bước Thì tự, tôi lại thấy thêm một ánh lửa nữa Tôi nghĩ chắc có một ai đó Đánh thêm ánh sáng Thế là tôi chạy thật nhanh về phía đó Thì trong lúc chạy tôi cũng nhấp nhấp cái đèn pin này Cho biết là mình đã qua được bao nhiêu phòng rồi Nhá nhá thôi, chứ không dám rồi luôn Thấy qua được phòng Lý do mà tôi làm vậy là tại vì sáng nay đi tham quan tôi biết khu này mới được đưa vào sử dụng nên chưa có ai ở ngoài đoàn chúng tôi tôi dám nhá nhá đèn để tôi chạy mà dãy nhà thì có ba tầng lầu mỗi tầng có 10 phòng kia hai bên hành lang ở giữa khi tôi chạy qua phòng thứ tư thì tôi nghe tiếng kêu quanh trụ Trương mày chạy đi đâu vậy đây nè tôi nói ủa anh ấy sao hồi nãy em thấy phía trước cánh lửa tôi vừa nói dứt câu quay sang thì không thấy cánh là ánh lửa sáng đó nữa thì anh trụ mới nói tao cũng mới ra nè nãy giờ bật lửa của tao hư loay quay mãi mới bật lên được vừa đánh có một cái thì mày chạy qua rồi thôi vô lẹ đi bị phát hiện là tiêu bây giờ lúc đó thì tôi không biết nói gì chỉ thấy ớn lạnh chạy ngược ở sống lưng của tôi tôi lật đật vô phòng và tôi không có kể chuyện này với ai vì tôi biết nơi đây hiện giờ không chỉ có chúng tôi mà còn có những người bạn khác nữa nhưng tôi không sợ, tại vì tôi nghĩ đây là dòng tôi, thì nếu là ma thì cũng là những ma hiền muốn góp vui với chúng tôi chứ, trong buổi tối hôm đó thôi chứ không làm gì đâu. Hôm sau thì chúng tôi cũng tìm được khách sạn cho đoàn, nên không còn ở lại dòng nữa và từ đó cho đến khi chúng tôi trở lại sài gòn thì mọi thứ đều bình yên. Vào tháng 7 của năm 2019, tôi có dịp trở lại Đà Lạt lần nữa. Đà Lạt hôm nay không còn như trước. Người thì quá đông. Dân khắp nơi chạy về lập nghiệp sinh sống làm ăn, nên phần lớn cái nhẹ nhàng thăm dông của Đà Lạt năm xưa đã dần dần mất đi. Nhưng mà, trong tôi cái tình cảm dành cho đà lạt mộng mơ của lúc nào vẫn còn và lần này tôi trở lại đà lạt với cái gia đình nhỏ bé của mình tôi thuê một chiếc xe máy tôi chở vợ con tôi chạy vòng quanh đà lạt tôi đi đến những nơi thơ mộng nhất và tôi cũng không quên quay lại nơi tôi mà gặp những cái hiện tượng tâm linh trước đây và chỉ cho vợ tôi xem những cái nơi ấy phải nói kỷ niệm ùa về trong tôi. Từng đợt, từng đợt khi mỗi lần thăm viếng lại những cái nơi chốn cũ. Đến ngày thứ hai ở Đà Lạt thì cái đứa con trai nhỏ của tôi nó bị ho, chỉ nhẹ nhẹ thôi. Thôi, không có muốn để cho con bị bệnh nặng hơn. Hôm đó tôi quyết định đi bộ ra phía chợ tìm mua cho con tôi một chai thuốc ho Nhìn đồng hồ thì cũng gần 10 giờ đêm rồi. Trời bắt đầu lạnh hơn và cái con đường nó có vẻ vắng vẻ. Lý do hôm đó là ngày thứ tư. Nên Đà Lạt không có đông du khách. Thường thường thì người đến Đà Lạt chơi vào khoảng cuối tuần và bắt đầu từ thứ năm là đông dần lên. Tôi đi bộ từ hướng nhà thờ con gà về phía chợ. Khi đang xuống dốc thì tôi thấy có một cậu bé cỡ cậu khoảng 7-8 tuổi à đi ngược về hướng tôi mà cậu đang đi lên dốc có điều lạ là cậu bé chỉ cúi gầm mặt xuống đi thôi mà trong khi đi lên dốc lại đi rất nhanh phải nói cỡ một thanh niên khỏe mạnh nha đi lên dốc chưa chắc đi nhanh như là cái cậu bé này thoáng một cái lướt qua tôi liền tôi thấy lạ nó đi mà còn nhanh hơn chạy nữa tôi mới đứng quay lại nhìn thì tôi không thấy cậu bé đi nữa không thể nào nhanh như tốc độ mà say lại đã biến mất. Thì lúc đó gai ốc trên người tôi nổi lên hết. Tôi liền bước nhanh hơn về phía chợ và lúc đó tôi không có dám quay đầu nhìn lại nữa. Trong lòng tôi cái chợ lỡ quay lại mà đứng sau lưng giòm chắc tôi chết. Rồi cái ngày thứ hai cũng trôi qua cho đến ngày cuối tôi rời Đà Lạt trở về Sài Gòn. Cho đến ngày hôm nay Ngồi viết lại những dòng này thành những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện do chính mình trải nghiệm, gửi cho chú Thảo. Tôi cũng tự hỏi mình rằng, tại sao Đà Lạt lại có nhiều ma như vậy? Ngoài cái vẻ đẹp của một Đà Lạt thơ mộng bình dị, cái vẻ đẹp của sự gần gũi cùng các đặc sản của vùng đất cao nguyên như cà phê hay các loại hoa quả, thì ma cũng là một cái gì đó không thể thiếu vắng khi ai đó muốn nói về Đà Lạt. Mỗi người đều có một cảm nhận riêng, nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn yêu em, em Đà Lạt của tôi. Con xin cảm ơn chú Thảo đã nhận mail và đã đọc những câu chuyện của con. Nếu có gì không hay xin chú và các bạn bỏ qua vì con không phải là một người giỏi văn con chỉ biết lại những gì con đã trải qua và những kỷ niệm một thời tuổi trẻ của con bên đám bạn thân nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò của mình một lần nữa xin chúc chú về gia đình thật nhiều sức khỏe và thay mặt những người yêu mến chuyện tâm linh gửi đến chú một lời biết ơn chân thành trong chuyện bên lề và trong đó là những chuyện về chủ đề kho tàng chuyện ma dân gian việt nam viết từ sài gòn ký tên phạm đình chương nè nói nghe nè hôm nay cũng có nhiều chuyện lạ nha tôi biết trong phòng này không phải riêng một mình tôi đâu có ai đó cũng đang lắng nghe chuyện với mình và có một điều rất lạ. Tôi phải thầm cảm ơn. Hình như ai đó đã giúp cho tôi vượt qua hết. Những cái mà tôi nghĩ lúc đầu nó sẽ xảy ra. Đó là cái ngứa ngứa cổ và cái ho. Vì tôi đang nhốn bệnh mà. Phải uống thuốc trụ sinh. Đây nè. Cái thuốc trụ sinh này uống một lần một viên một ngày uống 3 lần để phòng hờ lỡ bị viêm cổ họng về cái tội nói nhiều khi đến lúc thì ở pharmacy cái người phật tử trong chùa đã cho tôi cái thuốc này và phải uống hết 20 mươi viên bảy ngày đã uống là phải uống hết nhớ trụ sinh uống là phải uống hết Lúc đầu tôi sợ lắm Có thể kể của nó bị ho Đó, ngứa cổ ho Nhưng mà trong khi kể Nó có ngứa mũi Nó có muốn nhảy mũi Nhưng mà hình như không có nhảy mũi Mà không có ho nữa Và tôi có cái cảm giác như là Có ai đang ở trong phòng với tôi Nhưng phải cảm ơn Và cái phòng này khi bước vào Tôi cũng đã có gõ cửa nhưng có điều tôi không có đi thuật lùi Lúc đó kéo hai vali mà Vô trong phòng Cảm ơn các bạn Đã giúp tôi Cảm ơn các bạn đã sponsor Kênh youtube Việt Thảo Cảm ơn các bạn là những người Đang lắng nghe những câu chuyện tâm linh Những câu chuyện trải nghiệm của các bạn Đã gửi về cho Việt Thảo Và cảm ơn các bạn đã chia sẻ những câu chuyện của Việt Thảo, đọc, kể với với nhiều người khác để càng ngày cái kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam của chúng ta càng phong phú hơn và được nhiều người biết đến hơn tranh thủ thời gian Việt Thảo sẽ tiếp tục kể những câu chuyện khác của các bạn đã gửi về để không phụ cái sự mong đợi của mọi người và đang chờ đợi Việt Thảo kể những câu chuyện của các bạn và những bạn đang gửi chuyện mới về sẽ cố gắng cố gắng thật nhiều một lần nữa xin được cảm ơn tất cả Nè, nói nghe nè. Thank you and I love you. Hello Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của Việt Thảo. Qua những chuyện minh lệ, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người thì xin các bạn nhớ subscribe tức là đăng ký trên channel youtube của Việt Thảo và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên youtube xin được cảm ơn thank you nè nói nghe nè đây là nail polish đây là gel polish đây là dipping powder Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color, three in one, duy nhất bây giờ chỉ có AI. AN là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Old nail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Giờ tạo sinh được hân hạnh chứ. Là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản đổ ra nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất hải sản đổ già ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việc thảo sẽ được ngân hành giới thiệu. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alice Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem Đó là cuộc sống Đó là quyền lợi của quý vị Nhớ vào xem nha Alisa xin được cảm ơn Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn Bây giờ qua anh đang là dược sĩ này Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water Chữ Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra, dịch ra đó là Return to Origin trở lại nguồn nước nguyên thủy mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến thực thảo đầu, đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải máy nước này sẽ làm những cụm phương tử nước nhỏ lại 4-6 lần Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kengen này là có độ nghiệp cao Nó là Kengen Water nước tinh khiết tinh chất uống để trừ tránh quạt, bệnh hoạn bệnh tật như uống thường xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter ở số điện thoại là 714 833 8738 Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy canning water theo như ý muốn quý vị nhớ thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống canning water the best water order